Hôm ấy là một ngày rất đẹp. Mặt trời soi rạng rỡ và mọi người đều khóc. Tác giả Lê Văn Hải Năm 1954, khi đất nước chia đôi, Cộng sản chiếm miền Bắc, cha mẹ tôi di cư vào Nam. Lúc ấy tôi mới lên một. Cha mẹ tôi biết rõ Cộng sản Họ không muốn sống dưới chế độ này. Vì thế họ đã vào Nam tìm tự do. Tôi gia nhập Không quân vào trường học lái máy bay. Tôi tốt nghiệp trường huấn luyện Không quân đầu tháng 4 năm 1975. Vào thời gian ấy, phi công không bao giờ đủ xăng mà bay. Cơ phận cũng thiếu phải lấy bộ phận máy bay này mà lắp sang chiếc máy bay khác. Đạn dược không bao giờ đủ, phải đếm từng viên. Chúng tôi muốn chiến đấu nhưng không vũ khí, làm sao chúng tôi chiến đấu? Bây giờ trong không quân vài người bảo nhau có thể chúng tôi sẽ thua trận. Nhưng khi nói vậy, chúng tôi cũng sợ. Bởi chúng tôi nghĩ biết chừng đâu chúng tôi đã nghe cộng sản tuyên truyền quá nhiều. Chúng tôi biết thường cấp chúng tôi là những tướng lãnh tốt. Chừng nào chúng tôi còn có tướng lãnh tốt, làm sao chúng tôi có thể bài trần được? Ngày 28 tháng 4, tôi ở trong phi trường Tân Sơn Nhất khi các phi công bắt việc dội bom. Chúng bay đến bằng chiếc A-37 dội bom xuống chúng tôi. Chuyện ấy chẳng làm tôi khiếp sợ. Năm 1968, Tết Mậu Thân, Cộng sản cũng đã vào tầng thành phố, mà rồi chúng tôi đã đẩy bật chúng ra. Vì vậy, chuyện này đối với chúng tôi chẳng có gì mới lạ. Nhưng đến 29 tháng 4, chúng tôi nghe nói các tướng lãnh của chúng tôi đã chạy hết chúng tôi không tin nổi. Chúng tôi, những người trẻ, đã dự định tiếp tục chiến đấu. Nhưng làm sao chúng tôi chiến đấu được khi các tướng lãnh không còn chỉ huy chúng tôi nữa? Sáng 30 tháng 4, các phi công đều nói chuyện với nhau về bản tin họ nghe được ở điện đài trên tần số khẩn cấp họ bảo hạm đội Mỹ kêu gọi phi công Việt Nam mang máy bay ra ngoài hạm đội để khỏi rơi vào tay Cộng sản. Sau khi nghe bản tin, nhiều phi công lấy trực thăng nhồi nhét đầy người bay ra hạm đội Mỹ. Lúc ấy tôi không đoàn quyết là tôi muốn đi, vì vậy tôi không ra trực thăng. Tôi biết vẫn còn có các quân nhân đang chiến đấu dưới vùng đồng bằng nên tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ đi nam tham gia với họ nhưng rồi tôi nghe chính phủ đã đầu hàng cộng sản khi ấy tôi quyết định ra đi tôi và một người bạn xuống sông sài gòn có một chiếc tàu sắp đi chúng tôi quyết định leo lên chúng tôi cảm thấy việc ra đi là rất tệ nhưng khi chính phủ đã đầu hàng còn hy vọng gì nữa. Dân chúng Sài Gòn cử hành lễ lạc, hoang hô, họ đã bị Cộng sản dối gạt. Họ tưởng Cộng sản thắng thì chiến tranh không còn nữa. Bây giờ họ đã được một bài học. Khi chiếc tàu của chúng tôi chạy trên sông Sài Gòn, không ai nổ súng bắn chát gì. Trên tàu có đến 3 ngàn người chật ních đàn ông đàn bà trẻ con chẳng có thực phẩm nước uống chúng tôi cũng chẳng rõ khi ra đến biển nam hải số phận ra sao nhưng chúng tôi vẫn đi vì chúng tôi không thể ở lại sống dưới chế độ cộng sản được lúc ra đi chúng tôi đều nhìn đất nước việt nam một lần cuối hình ảnh sau cùng chúng tôi thấy là bãi biển đẹp đẽ ở vũng tàu hôm ấy là một ngày rất đẹp mặt trời soi rạng rỡ và mọi người đều khóc sau khi chúng tôi nhìn vũng tàu lần cuối một người lính ở trên tàu rút khẩu súng kê dưới cầm bóp cò vài người nhảy ra khỏi thành tàu biến mất dưới biển tôi chứng kiến hai người đàn ông đã nhảy ra bên thành tàu. Chúng tôi lên đền trên mặt biển ba ngày, không thực phẩm, không nước uống. Ngày thứ ba, chúng tôi gặp một tàu đang Mạch. Họ bóc đàn bà và trẻ con đưa đi Hồng Kông. Còn chúng tôi, họ tiếp tế đồ ăn, nước uống, đủ cho chúng tôi không chết trên mặt biển. Họ chỉ đường cho chúng tôi đến Hồng Kông suốt cuộc hành trình còn lại chúng tôi im lặng không nói với nhau một lời chúng tôi quá đau buồn chúng tôi đã mất quê hương